Này, thầy giáo giảng bài, cậu ta phát tiếng cười khúc khích phía dưới. Thầy giáo bảo cậu ta im lặng, nhưng một lúc sau, cậu ta lại ném cục giấy xuống đất. Vừa mới ngồi xuống, cậu ta lại cố ý đằng hắng, gây cười cho cả lớp. Lần này giáo viên không nhịn được nữa, trực tiếp đuổi cậu ta đi. Cuối cùng, người giáo viên thể dục tên White này, vì đánh học sinh mà mất việc, do mang tiếng xấu nên không trường nào dám nhận ông. Chỉ có một trường cấp 3 tên Mở Cửa Pha Lan, ở thị trấn nghèo nhất miền Nam nước Mỹ nhận ông. Không lâu sau, ông xảy ra mâu thuẫn với huấn luyện đội bóng bầu dục. Thì ra ở Mở Cửa Pha Lan nghèo nàn, chủ yếu là người Mỹ Latin. Vóc dáng bọn họ thấp bé, chẳng hề có chút ưu thế trên sân bóng bầu dục, luôn bị đối phương cao to húc ngã. White làm trợ lý huấn luyện viên thấy thương cho tụi nhỏ, mặc sự kiên trì của huấn luyện viên, kiên quyết không có học sinh bị húc ngã lên sân nữa. Cuối cùng cuộc thi kết thúc trong nhục nhã với tỷ số 63-0. Huấn luyện viên chính báo cáo cho hiệu trưởng, White cũng bị hiệu trưởng cảnh cáo. Lần sau còn như vậy thì cuốn gói. White gặp khó khăn không còn hứng dạy học. Trong giờ thể dục bắt học sinh chạy vài vòng là có thể tan học, nhưng chỉ trong vài vòng này, khiến cho White phát hiện những đứa trẻ tuy thấp bé nhưng chạy cực nhanh, còn sức bền rất tốt. Sau khi tan học, ông còn lái xe đuổi theo một cậu học sinh tên Thomas. Kết quả khiến ông ngạc nhiên, tốc độ chạy của Thomas lại đạt tới 19 km/h, bình quân cứ 5 phút chạy được 1.6 km. Thí sinh chạy marathon thành tích bình quân 5 phút chạy được 1.7 km. Hơn nữa, Thomas chưa từng được huấn luyện, cũng không có trang bị chuyên nghiệp. White mới biết được ưu thế của học sinh ở đây không dành cho bóng bầu dục mà là ở môn chạy bộ. Thế là White quay về nhà điều tra tư liệu. Ông liệt kê ra hết môn thể thao mới Bộ Giáo dục ủng hộ, phát hiện có môn thể thao chạy việt dã là thể hiện được ưu thế của học sinh nhất. Để thuyết phục hiệu trưởng thành lập đội chạy việt dã, ông nghiên cứu số liệu gần đây. White nói đám trẻ ở đây chưa từng được huấn luyện, cũng không có trang bị chính thức, tốc độ chạy bộ đã có thể đứng top 10 bang California, trường lọt top 10 có thể nhận được quỹ tài trợ của Bộ Giáo dục, có thể thay đổi cơ sở vật chất cho trường học, chiến lược hay cộng thêm số liệu. Hiệu trưởng không tìm được lý do từ chối, nhưng trường quá nghèo, không mời được huấn luyện viên chuyên nghiệp. Thế là White đứng ra nhận trọng trách này. Hôm sau, White tạm tìm được đội chạy việt dã gồm 7 người. Nhưng ông nhanh chóng phát hiện tình hình của thị trấn không đơn giản như ông nghĩ. Ngày đầu lên lớp, chỉ có 3 học sinh không có mặt. Ngày đầu tiên lên lớp, giáo viên phát hiện 3 em học sinh không có mặt. Thế là đến nhà bọn họ tìm hiểu tình hình. Kết quả lời nói của phụ huynh học sinh làm cho ông khá bất ngờ. Thì ra ở thị trấn Mở Cửa Pha Lan nghèo nàn này, từ lúc 10 tuổi, những đứa trẻ mỗi ngày bị đánh thức khi trời chưa sáng, giúp bố mẹ thu hoạch rau củ kiếm tiền, sau đó rồi chạy từ nông trại đến trường. Sau khi tan học còn phải chạy về nông trại tiếp tục hái hoa quả. Đây cũng là lý do tại sao những đứa trẻ chạy nhanh như vậy, bọn họ không phải sinh ra đã có, mà là trải qua luyện tập ngày đêm. Vận mệnh của những đứa trẻ sớm đã được sắp đặt, bọn họ không thấy được tương lai. Điều này lại càng làm cho thầy White thêm quyết tâm, còn dùng ưu thế chạy của bọn họ tham gia cuộc thi việt dã bang California tổ chức. Chỉ cần giành chức quán quân là vào được đại học, là có thể thay đổi vận mệnh của chúng. Để cho đám trẻ có thời gian luyện tập, mới sáng sớm, White đã đến giúp thu hoạch, ban ngày đạp xe tập luyện cùng chúng, đến tối quay về nhà xem video, học kiến thức chạy việt dã chuyên nghiệp. Nhanh chóng, bọn họ tham gia cuộc thi đầu tiên. Đây là cuộc thi chạy việt dã do 4 trường cấp 3 tổ chức. Trước khi thi, White tự chi tiền mua giày vận động và đồng phục cho mỗi người, còn nói với họ quy tắc cuộc thi chạy việt dã là chế độ tích điểm. Vị trí đầu tiên được 1 điểm, vị trí thứ 2 được 2 điểm. Từ đó suy ra, mỗi đội 7 thành viên, số điểm 6 người cộng vào, đội có điểm thấp nhất sẽ thắng. Cuộc thi bắt đầu, Thomas thể hiện năng lực chạy cực cao siêu của mình, luôn dẫn đầu những đối thủ khác. Nhưng đến đoạn đường dốc thì bị thí sinh khác vượt lên, cuối cùng thành tích xếp thứ 10. Những người khác không cần nói nữa, cuối cùng bọn họ đứng vị trí áp chót, còn bị đối thủ cười nhạo, nói bọn họ là một đám nhà quê, mọi người vô cùng ủ rủ. White lại nói đây không phải vấn đề năng lực của họ, mà là lỗi của ông, vì là huấn luyện viên mà không có nắm rõ tình hình đường đua của cuộc thi.
để có thể cho học trò thích nghi với đường đua. White đưa bọn họ đến những ụ đất, đắp thành những ngọn đồi nhỏ tiến hành huấn luyện. Không lâu sau, vào cuộc thi thứ hai, đánh bại đối thủ rất mạnh, chúng ta vừa thắng cuộc thi đầu tiên, khiến cho mọi người lấy lại tự tin chạy bộ. Mọi người ở thị trấn biết bọn họ tham gia cuộc thi chạy Việt dã băng California, nên giúp bọn họ tổ chức hoạt động quyên góp. Điều này làm cho thị trấn mở cờ pha lan nghèo này lần đầu tiên tổ chức hoạt động quy mô lớn. Mọi người đều nở nụ cười tràn đầy hy vọng. Người thầy giáo đang phát tài liệu cho học sinh còn dõng dạc nói với bọn họ: White nói với đám trẻ, chỉ cần giành được giải quán quân cuộc thi chạy Việt dã bang California, bọn họ mới có cơ hội vào đại học, mới thay đổi vận mệnh làm nông dân cả đời. Nhưng trước đó, bọn phải tham gia vòng loại, lọt top 4 mới được vào vòng chung kết. Cuộc thi bắt đầu, các thí sinh lao về phía trước như cung tên. Huấn luyện leo dốc của White trước kia cũng có tác dụng. Thomas dẫn đầu, đến cả cậu mập cũng vượt mặt nhiều người. Trước khi đến vạch đích, Thomas vô tình bị ngã, nhưng cậu không từ bỏ, nhanh chóng đứng dậy đuổi theo, cuối cùng xông lên vạch đích với vị trí thứ hai. Cuối cùng, bọn họ dựa vào ưu thế nhỏ bé bước vào vòng chung kết, mà bọn họ lúc này không nhận được sự hoan hô từ cổ động viên. Nếu có thì chỉ âm thầm cầu nguyện. Trên đường về nhà, White đưa họ đến bên bờ biển. Ông muốn cho đám trẻ thấy mặt biển bao la. Giây phút này bọn trẻ như được giải phóng.